Ok anh em, nay đang đi làm đồ cho anh khách là ba cột lọc ha. Ba cột lọc nước giếng nha, đồ nguồn với vệ sinh luôn hệ thống đường ống trong nhà. Cái vòi này. Và phải gắn một cái bơm ngáp Adeno rồi. 250W nha. Con này Adeno này. 250W này. Thay coi cho con này. Ok. Bít cát. Chơi đồ hàng rồi mình sẽ hết một chút nữa sẽ có cái bồn trên này trên nóc nhà kia kìa, có một cái bồn cao này chuyển lên trên đó ha, rồi bồn đó sẽ chạy qua hệ thống lọc và chạy xuống cái bồn thấp dưới, rồi bồn dưới mới xuống nhà, bồn dưới sẽ qua cái con bơm này, bơm áp á, nó sẽ đẩy đi toàn nhà. Đúng coi đúng không? Đúng. Nay làm với mình là có một thằng em thằng cháu xin công ty mà xin ba công ty làm được 2 ngày á là được về, thất bại thanh niên mà làm vậy thôi thất bại. Sao giờ sao nóng rồi mình đã lên được phía trên rồi này, đây là cái máy để mà xúc rửa đường ống ha, còn đây là sẽ là nguyên liệu lọc và cột lọc inox, đây là bồn lọc inox. Bồn này sẽ chạy qua ba cột lọc rồi có một cái bồn chứa để dưới này nữa. Thực ra thì mình sẽ khuyên mọi người á là hạn chế xài cột inox ha. Này là cái này là mình khuyên thật. Nhưng mà là vì khách hàng là người ta muốn lựa chọn thì ở đây mình cũng nói luôn. Mình bán thì biết là thứ nhất là cột inox nó sẽ mắc hơn cái cột inox này nó sẽ mắc hơn cái cột composite rất là nhiều ha. Composite thì nó rẻ. Cái thứ hai nữa đồ bền nó ngoài trời nó không bị rò rỉ sét gì hết á. Nếu mà cái cột composite á, mọi người đổ xong nhá, lọc làm lọc xong mọi người mua cái tấm thảm cỏ mà cỏ dạ đấy che lại là ok xài hoài luôn. Còn cái inox 304 inox này này thì mình cũng nói luôn, tập thử thẳng với em luôn. Cái này là khuyên thật thực sự khuyên mọi người nhá. Ở đây mình có khuyên rồi nhưng mà anh chủ nhà không thích, cứ phải muốn chốt được cái này. Ok. Thì đây những nó là inox 304 thật nhưng mà những trơn bên khiêng. Nhưng mà những cái mối hàn của nó này, mối hàn là mối hàn 201 ha. Bữa nay nó có cái công nghệ là nó sẽ không có mối hàn luôn ha, không có mối hàn nhưng nó phải có chấm hồng trên này. Và một thời gian sau á, ở mức độ mà than á, than thì nó sẽ bị hay bị đốm, hay bị đốm ngay cái bồn nếu một thời gian xài. Nhưng mà riêng cột composite là không có bao giờ bị hết á ha. Đấy vấn đề vậy. Và vấn đề thứ hai là mình sẽ xài vật liều đây. Bây giờ mình sẽ xài than này. Than hợp tính này, than này là than Trà Bắc nha. Than Trà Bắc này, TB4 này. Có mã của nó nha. Đó, 25kg. Chứa lấy ổng đấy nè. Chứa, còn 2 bao cát với ổng đây. Bao cát sỏi đây. Mình sẽ có 2 lò sỏi. Cột đầu tiên á, mình sẽ để sỏi lớn. Sỏi này là sỏi lớn này. Cột thứ 2 và cột thứ 3 mình sẽ để sỏi nhỏ ha, để cho nước nó chảy qua sẽ bị hạn chế không thoáng nữa. Van ba cửa thì mình sẽ xài van 34 nằm trong cái bao này. Còn đây á là mangan nhập nha. Đây là này là bột để xử lý vôi ha. Còn đây á mangan đó, mình sẽ đổ ba cột như vậy rồi còn đóng nó đều thế này thôi. Này là thằng coi, thằng đã đi làm 3 công ty nhưng mà cái tên lương thấp rồi bỏ về quê, giờ về gặp nó cái lôi đi thôi. Mà người biết sao mấy thằng thanh niên như vậy này, ăn nhậu là giỏi thôi chứ còn mà đi làm á, cứ vô công ty là nào là chê lương thấp làm mệt này. Gái cứ sáng về là phải đi nhậu, tối đi nhậu cả ngày vậy đó, chán hết chứ. Mình sẽ để 3 cột lọc bên kia ha, 1, 2, 3. Cột trước. Đây là cái bao này để mấy cái đây khóa. Khóa này là khóa mình xài là ba cửa van 34 nhá. Chứ mình để bên đây thì bỏ bồn vừa không? Vừa rồi bạn. Bồn vừa chứ. Để sạt này thôi bồn. Nó ngoài kia thì nó tiền phải không? Nó xuống thì nó quá rồi. Để sạt đấy đi. Cảm mắt là hiểu ạ. Rồi giờ sẽ Đây là cái lưới lọc ở dưới nha. Lấy lọc ở dưới nhé.
dán vào ống 27, dán vô cắt 2 mét, dán vô cái là gọi vô lọc được. Xíu nữa cột lọc sẽ để bên này này, ừ, chứ không phải để bên kia đâu. Chuyển ba cột qua lại đây, hiểu không? Này. Anh lấy sợi, anh có, anh lấy sợi đề, sợi xanh là chung, sợi nâu là cột cả ba. Đột cột đấy, hiểu không? Đột vô để bỏ vô để khi đổ cát nó phải lọt vào ống. Rồi, đổ sợi lớn đầu tiên. Cột là cột số 1 nha. Anh mở video lên anh xem anh. Đây Bình Hiếu đang đổ cột thứ hai, cột đổ sỏi sỏi đầu nhá. Hai cột này thì là sỏi nhỏ. Sỏi nhỏ hơn so với sỏi nhỏ hơn so với cột đầu tiên. Rồi thân niên để cho thân niên làm thử cho quen. Rồi hộp cho. Cạp này một báo một cái này này. Nhiều anh em bảo chứ mua hàng của Việt Nam á, hàng Trung Quốc nó dở lắm nha. Thật thì nó phải xử lý luôn cả vôi mà mềm nước phèn được luôn ha. Cột này rất là ok, bột này rất là hoàn, là rất là ok. Giá nó hơi cao tại vì ở đây mình đổ vật tư là nó thẳng luôn, là vật tư nó mắc tiền không à, không có đồ vật tư của Việt Nam đâu. Ba có mấy chục mét. Ý là một lần mình cầm máy quay là nó phải đưa cái tay vô để mà tối nó mới được uống bia không. Cái trang còn nhìn cái chỗ gần đây luôn. Đổ cái vật tư mọi người nhớ khoảng cách nha, khoảng cách tầm 20 15 20 để tránh gặp cái nó xả ngược nó tràn vô cái lưới lọc. Cột này nó nhỏ hơn con xích 1.4 nhiều. Cho là cột đầu tiên mình là đổ ha. Tiếp theo sẽ là mangan. Mangan này là mangan nhập nha. Hàng khác nó xử lý phèn tới đạt 95%, có 5% kia là không được. Còn chưa được hiểu mấy cái đó. Bỏ bỏ tay vô kia, chủ đang quay nhá. Này mangan nha, cột mangan thứ hai nha. Mangan này á mình đổ vào đúng không? Một xíu nữa mình, khi mà gần đầy á mình sẽ ngưng làm, mình cho một lớp than lên một ít thôi nha. Để than nó ấn đè mangan lại, tránh trường hợp mangan nó khi mà xả ngược nó sẽ tràn ngược lên cái khóa ba cửa, cái lọc nó sẽ bị tắc lọc. Đó. Than thì nó to hơn cho nên nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì mangan này là hạt mình nhỏ. Cái than trên thị trường mà mọi người hay đổ á, một là than Việt Nam, hai là than gáo dừa thôi đúng không? Còn đây gọi, người ta gọi là than này là than Trà Bắc. Nè. Cái chất lượng nó rất là khác, hạt than nó sẽ khác hẳn luôn. Nó xử lý làm cho trong nước nó bay mùi đồ cực cao nha. Đồ này trong này khởi đâu đây? Đổ vào đây một ít cho nó con than đẹp. Trong này một ít than cho nó nằm trên lớp trên á, cho nó đè cái mangan xuống, đôi khi bị xả ngược nó hay bị kẹt vào cái lưới lọc của cái van lại nó ha. Nắng kia. Kia. Nắng hơn ly bia. Nắng hơn ly bia. Được rồi, được rồi. Cầm đi bia ngồi chuyển nắng mà vẫn cầm. Ăn nhà tớn đấy. Ừ. Nước của nó mới ngầm. Đây là mình đi vô ít thôi, còn cột này mình sẽ để than. Ok. Đây là cái phao điện của cái bồn ha, chỗ mình làm lọc ha, làm lọc ở dưới kia. Đó. Đây là cái phao điện. Đây là cái cục ở trên này. Đó. Còn cái cục này là ngâm ở dưới nước. Đó. Dạ. Đây ha. Mọi người xài ở dưới nhà thì không có nhìn ra được ha. Chỉ có leo lên bồn mới nhìn ra được. À, mình lắp ba cửa vào hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái bồn lên.
Còn thằng còi đang ở trên kia để vệ sinh cái bồn nước ở bên thôi. Đúng rồi. Xe tải kia. Chợ bồn tới. Mát điêu trời lạc thằng. Đấy, trời ơi mát mẹ không? Quá đẹp. Xe đỏ. Đang vận chuyển bồn lên, bồn này là một lô, bồn này của Tân Thần, không phải Tân Á nữa. Lên trên cái kia. Đây, bồn này sẽ là 1.500 lít. Bồn bơm lên bồn kia đang vệ sinh sạch sẽ, xong rồi sẽ đi qua ba cột lọc này. Ba cột lọc này sẽ đi vào bồn chứa này, và bồn chứa này sẽ cấp nhà sạch với con bơm tăng áp Adelino ở phía dưới. Bồn ngàn lít để đây, qua ba cột lọc. Cái văn khóa này này. Đầu tiên, ở đầu mình sẽ có một cái văn khóa để sao biết không, để mình sẽ hàm cái lượng nước đi xuống bớt lại chạy chậm thôi cho lọc nó xử lý ok hơn ha. Bồn trên kia biết là xuống, đôi khi cái áp nó mình quá, nó nhanh quá cũng sao, tại vì cái bồn chứa này tới 1.000 lít, 1.500 lít ha, nó rất là nhiều, cho nên sẽ mình sẽ phải hạn chế cái này cho nó nước lọc xuống qua từ từ, thẩm thấu từ đi qua vô đây là nó xử lý được ổn định hơn ha. Này, đây là khu ống mà chưa có lọc này, để xíu nữa mình sẽ biết tại sao này. Ôi. Đây là thanh niên cắt, đó làm bỏ ba công ty là vậy đó, không cắt được một cái ống nữa trời. Để cháu. Xoay đi bấm, xoay cho đứt mới bấm. Ôi. Đây. Mọi người thấy không? Đây là bên trong này. Đây. Quá đỉnh. Rồi, tắt đi. Tắt nào cũng như nào. Bỏ mặt trên cùng. Đây này. Ừ. Đá cho nên cái tiếp thật gọi mình lên trong trốn. Ở trong đường ống nó cực kỳ dơ luôn. Dơ lắm luôn đó. Đúng rồi, mấy lớp vậy. Ok, bởi vậy cho nên mình mới phải xử lý tới cái hệ thống sụt rửa đường ống này. Đây, đang xả cột thứ ba rồi ha. Cái này ở trong này có một cái phao cơ rồi nhá. Nước đầy nó tự nó ngắt nhá. Cơ này. Đây là nó sẽ tự ngắt rồi. Đây, sau khi qua ba cột lọc thì mình sẽ hạ cái khóa nó chậm lại nha. Hạ cái khóa nó chậm lại để cho nước nó qua từ từ thôi, không cần phải qua nhanh. Tại vì đây có bồn chứa tới 1.500 lít rồi. Bơm đầy bồn kia chạy từ từ qua. Nó sẽ từ đây lọc chậm như vậy nó ok hơn, nó mà chạy nhanh hơn. Đây là hoàn thiện ha. Giờ mình sẽ test thử kích độ hạt nhân. Thảo này là cho chủ ơi. Đúng rồi, kẹo rồi. Được kìa. Trên này nó ướt kìa hiểu nhá. Sao thì nó hụt được lắm. Rồi. Không miếng với chủ hiểm lắm. Như cho thả gì ra đi lắm. Bỏ thì gia vị vô đi. Thịt cánh. Bỏ. Nửa xuống hụt xuống chưa? Cái đoàn này là từ trên bồn đi thẳng xuống đó này. Giờ sẽ thử thổi cái đoàn này trước nhá. Được nước nó dơ như nào ha, tại vì rửa như nó đi nhiều mà mình thấy được. Hiểu ơi, khi nào chủ kêu quả lại là quả lại nhá, quả cái vòi nước, quả lại đi. Nhờ màu nó ra, bắt đầu bánh nó ra.
Được chưa này, không? Cái này em mình phải bấm đừng cái số bấm. Ok. Kề nào cho nó bay cho thoải mái đi, hiểu không? Thở kề nó đi. Vô không?